Chào mọi người, tôi là Đồng Phương. Video này tôi làm để cho các bạn mới biết về Revit sẽ có một cách tiếp cận khoa học về nó. Thì đây là một phần mềm rất là mạnh. Nó tích hợp cả 2D, 3D và cả gender. Theo cách truyền thống chúng ta làm thì chúng ta sẽ vẽ tay hoặc là dựng hình từ các phần mềm như là 3D Max, SketchUp, vân vân. Sau đó sẽ xuất sang CAD để triển khai bản vẽ thi công. Thì cái Revit này nó sẽ tích hợp tất cả những cái đó ở trong một phần mềm. Đây chính là giao diện đầu tiên khi ta mở phần mềm Revit lên. Nó sẽ chia làm hai phần chính, đây là phần model và phần family. Phần model tức là những phần cứng ở trong công trình đã được thiết lập sẵn, ta chỉ việc vẽ thôi. Ví dụ như là tường, trần, sàn, vân vân. Family thì là những phần bổ trợ cho công trình, ví dụ như là đồ nội thất, cây cối, thiết bị, cửa, vân vân. Những cái family này là do chúng ta tự tạo ra, tự chúng ta thiết lập để vẽ vào trong môi trường dự án. Đây là những file chúng ta đã bật gần đây. Để mở một file mới, chúng ta sẽ vào New. Để mở một file đã có, chúng ta sẽ vào Open. Lưu ý là Model và Family sẽ mở khác nhau. Tôi sẽ mở một file mặc định của Revit để chúng ta bắt đầu tìm hiểu về giao diện. Đây chính là giao diện của Revit. Chúng ta sẽ thực hiện vẽ trên những giao diện này. Ở giữa, đây là phần khung nhìn. Mọi thao tác dùng để vẽ, chúng ta sẽ thực hiện ở khung nhìn này. Đây là biểu tượng tab. Tab là sao? Ví dụ như là trong Google Chrome. Thì mỗi tab chúng ta sẽ vào một đường link khác nhau để xem những thông tin khác nhau. YouTube, Pinterest, chuyển đổi giữa các tab, tắt bớt tab. Thì ở Revit cũng như vậy. Tôi sẽ bật thêm một vài tab. Để tab mặt bằng tổng thể, tab mặt bằng, tab mặt đứng, mặt cắt. Đó, chúng ta sẽ dễ dàng chuyển đổi qua lại giữa các tab để hình dung một cách trực quan. Ấn vào dấu X để tắt bớt tab, hoặc là chúng ta có thể sử dụng công cụ này để tắt nhanh tất cả các tab trừ tab đang bật. Có một cách làm việc rất hay ở trong Revit, đó là vừa làm việc trên 2D và vừa làm việc trên 3D. Ví dụ như tôi sẽ bật mặt bằng tầng 1 và 3D, dùng lệnh VKT để chia đôi khung nhìn. Đó. Đây là công trình file mặc định, file mẫu. Đó. Đây là mặt bằng tầng 1. Khi ta chọn bức tường kính này thì trên 3D phối cảnh nó sẽ tự chọn bức tường này. Chúng ta sẽ hình dung rất là trực quan. Và ví dụ ta sẽ sửa bức tường này ngắn lại đến đây. Đó, thì trên 3D cũng sẽ tự sửa theo. Và các bản vẽ khác cũng như vậy. Ta sửa trên mặt bằng thì mặt cắt cũng sẽ chỉnh sửa theo. Nên việc khớp nối giữa các bản vẽ trong Revit là không thể sai được. Như CAD là chúng ta phải sửa, ví dụ chúng ta muốn sửa một cái cửa này thì chúng ta phải sửa xong ở mặt bằng lại sang mặt đứng sửa, sau lại tìm mặt cắt sửa, sau lại tìm ở chi tiết cái cửa kính này để sửa. Nhưng trong Revit chỉ cần sửa một cái thì tất cả những cái khác nó sẽ nhảy theo. Đây là thế mạnh của Revit. Tiếp theo là bảng Project Browser.
bên phải màn hình. Đây là bảng quản lý khung nhìn. Tất cả những khung nhìn sẽ được quản lý ở trong này, như mặt bằng 3D, mặt đứng, mặt cắt, hình ảnh render, trang giấy, file mini. Một trang giấy có thể chứa nhiều khung nhìn khác nhau. Ví dụ như trong CAD thì chúng ta sẽ vẽ một bản vẽ như này, xong chúng ta sẽ cho vào trong trang giấy, thì bản vẽ này chính là một khung nhìn. Những bản vẽ này, mỗi bản vẽ là một khung nhìn và trang giấy này là một khung nhìn. Thì một khung nhìn trang giấy này có thể chứa nhiều khung nhìn này. Và trước mỗi cái tên khung nhìn này, chúng ta thấy có một cái ô vuông ở đây. Cái gì màu xanh, cái gì màu trắng. Những cái màu xanh có nghĩa là khung hình này đã được cho vào trong trang giấy. Đây, tựa như cái này thì sẽ là khung hình màu xanh. Và cái này, ô vuông đó sẽ màu trắng. Đó. Ví dụ như tôi sẽ tạo một trang giấy mới. Tôi tắt cái này đi. New sheet. Đây. Đây là những bản vẽ mà chưa được cho vào trong trang giấy. Như mặt đứng này, tôi sẽ kéo vào trong trang giấy. Đó. Lập tức ô vuông ở đây sẽ chuyển sang màu xanh. Tức là khung hình này đã được cho vào trong trang giấy. Tiếp theo là bảng Property. Đây là bảng hiển thị thông tin và đặc tính của đối tượng. Khi ta không chọn đối tượng nào, nó sẽ tự hiểu là đặc tính và thông tin của khung nhìn, gồm có thông tin như là tỷ lệ, mức độ hiển thị này, cài đặt hiển thị này, kiểu 3D này. Đó. Nếu như ta chọn một bức tường thì lập tức ở đây sẽ hiển thị những thông tin của bức tường này. Ví dụ như là bay offset, chân bức tường là mà cốt bao nhiêu rồi. Top offset, đỉnh của bức tường là mà cốt bao nhiêu rồi. Chiều dài của bức tường này, diện tích của bức tường này, thể tích của bức tường này. Đó, trong Revit thì nó rất rành mạch về các đối tượng. Để vẽ tường thì ta chỉ vào công cụ vẽ tường. Để vẽ cửa thì ta chỉ vào công cụ vẽ cửa. Để vẽ cột thì ta chỉ vào công cụ để vẽ cột. Rất là rành mạch. Chúng ta không thể dùng công cụ này để vẽ cho cái khác được. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với những thanh công cụ ở trên phần khung nhìn. Đầu tiên đây là thanh Architect. Đây là thanh dành cho các kiến trúc sư, cùng các công cụ như là vẽ tường, cửa, file mini tại dự án, cột, mái, trần, sàn, cửa kính, lan can, cầu thang, tác phòng, vẽ lưới, đục sàn, mái, vân vân. Struct. Đây là công cụ dành cho các kỹ sư kết cấu. Cùng các công cụ như là vẽ dầm, tường, cột, sàn, hệ dầm, vân vân. Thì ở phần kết cấu này cũng có công cụ vẽ sàn, cột và tường. Và ở phần kiến trúc này thì cũng có tường, cột và sàn. Điểm khác nhau giữa hai cái công cụ này đó là phần kết cấu thì ta sẽ đặt được thép. Các kỹ sư kết cấu sẽ bố trí thép bên trong để đáp ứng được chịu lực. Steel, đây là phần kết cấu thép. Precast, đây là phần bê tông đúc sẵn. System, đây là phần về điện nước, bố trí ống nước, rồi xí điện, vân vân. Insert, đây là phần để thêm các đối tượng khác vào trong dự án. Ví dụ như là thêm ảnh, file PDF, file CAD, IFC, file địa hình, vân vân. Annotate, đây là tab dùng để triển khai những chi tiết 2D. Ví dụ như ta đang có một mặt bằng như này, ta muốn tác thêm cốt cao độ, chọn
ta cốt cao độ và ta di chuyển đến vị trí nào thì cốt cao độ sẽ tự nhận diện cái vị trí đấy là cốt bao nhiêu để tác vào cho mọi người. Đấy, trong Revit rất là thông minh. Rất là nhanh chóng để ta tác được hết. Alani. Đây là công cụ dùng để tính toán tải trọng, thông gió, chiếu sáng ở phòng cháy chữa cháy, vân vân. Với đây là công cụ tính vị trí xa nhất để thoát nạn. Đấy. Như trong nhà chung cư ấy, thì khoảng cách xa nhất từ thang bộ thoát nạn đến phòng xa nhất đấy là khoảng 25 mét, thì cái công cụ này nó sẽ dùng để tính toán cái đấy. Massing and size, đây là công cụ để vẽ những cái hình khối phức tạp và dựng địa hình. Collaborate, đây là công cụ dùng để giao tiếp giữa các bộ môn khác nhau như kiến trúc và kết cấu và điện nước. Phần view, đây là tất cả những gì liên quan đến hiển thị sẽ nằm ở trong bảng này, như là đặt cam, mặt cắt, chi tiết, thống kê, vân vân. Phần Manager này, là phần cài đặt. Ở đây chúng ta sẽ cài đặt nét in rồi đơn vị, vật liệu, vân vân. Add-in, đây là phần dùng cái những công cụ bổ trợ để thực hiện quá trình vẽ nhanh hơn. Những cái công cụ này đa phần chúng ta sẽ phải mất tiền để mua thêm vào đây. Phần Modify, đây là những cái công cụ dùng để vẽ. Đây gồm gần hết các lệnh của Revit ở trong này. Revit có rất là ít lệnh, chúng ta thao tác rất là đơn giản. Đó là những thanh công cụ ở trên phần khung nhìn. Tiếp theo thì ta đến với thanh công cụ ở bên dưới khung nhìn. Cái công cụ đầu tiên là tỷ lệ. Ta có thể kích vào đây để lựa chọn một tỷ lệ khác. Đây là tỷ lệ đang dùng. Thì mặt bằng này đang tỷ lệ 1:100. Tức là khi in ra thì nhân lên 100 lần thì sẽ bằng kích thước thật. Ta chọn tỷ lệ là 1:50. Đó. Thì mặt bằng này đã về tỷ lệ 1:50. Ví dụ là 1/500. Các bạn thấy những chữ này to ra. Sự thật thì những chữ này không thay đổi, chỉ có bản vẽ này thay đổi. Ví dụ đây là chữ 3,5 phông Arial. Có nghĩa là khi in ra thì chữ này chắc chắn sẽ cao 3,5 mm. Đó, khi ta thay đổi tỷ lệ thì những chữ này vẫn giữ nguyên, để khi in ra vẫn là 3,5 mm, chỉ có bản vẽ này là thay đổi. Vì ta về tỷ lệ 1:50. Đó. Đây, những chữ này khi in ra chắc chắn là vẫn giữ nguyên kích thước. Vì thế chúng ta phải chọn tỷ lệ trước khi dim và thêm các text. Vì khi ta thay đổi tỷ lệ thì những chữ này nó sẽ thay đổi. Ví dụ ta để tỷ lệ 1:50 thì chữ này sẽ vừa đẹp, nhưng mà khi ta để tỷ lệ 1:100 chẳng hạn thì nó sẽ to ra. Đó. Thế nên ta phải chọn tỷ lệ trước khi là tách các thứ. Để chọn một tỷ lệ khác không có trong này thì ta nói custom. Đây. Ta sẽ nhập tỷ lệ mong muốn ở đây. Ví dụ như là 1:80. Ok. Đó thì bản vẽ sẽ về 1:80. Còn một cái nữa là display name. Có nghĩa là tỷ lệ hiển thị ở đây. Đây là tỷ lệ thật này. Tỷ lệ thật này. Tỷ lệ hiển thị này. Đó. Cái này ta dùng để làm thủ thuật thôi. Ví dụ như tỷ lệ thật của nó là 1:99 đi. Nhưng mà hiển thị
Nhưng mà hiển thị ở đây 1 chia 99 thì rất là xấu. Thế nên ta cài cho nó hiển thị là 1 chia 100. Đó, cái này chỉ là thủ thuật thôi. Và nó chỉ áp dụng với những sai số không nhiều thôi. Chứ còn ví dụ 1 chia 25 mà bạn để ở đây 1 chia 50 là không ổn rồi. Ok. Một lưu ý nữa trong phần tỷ lệ mà chúng ta cần biết đây là chúng ta sẽ nên chọn một trong các tỷ lệ ở đây. Tỷ lệ có sẵn ở đây. Vì những tỷ lệ này đã được quy định loại nét rõ ràng ở trong bảng Likert. Đây. Revit này. Mỗi loại nét ứng với từng tỷ lệ thì sẽ có chiều rộng khác nhau. Ví dụ nét 4 với tỷ lệ 1 phần 10 thì là 0,7 mm. Với tỷ lệ 1 chia 100 thì sẽ là 0,35 mm. Khi chúng ta chọn tỷ lệ khác, ví dụ 1 trên 80, nó sẽ nằm giữa 1 chia 50 và 1 chia 100, thì nó sẽ là một con số tương đối thôi. Đây là những quy chuẩn của kiến trúc thế giới. Các bạn có thể chỉnh sửa lại, nhưng mà mình nghĩ là không nên. Ok. Công cụ thứ hai dưới khung nhìn. Đây là công cụ thể hiện mức độ hiển thị. Mức độ cơ bản này, trung bình này và mức độ chi tiết này. Ứng với mỗi mức độ thì nó sẽ hiển thị khác nhau. Ví dụ như tôi có một bức tường như này. Khi chọn chế độ cơ bản thì nó sẽ chỉ hiển thị đường bao. Và khi chọn mức độ chi tiết nó sẽ hiển thị cả lớp vữa, hách gạch rất là chi tiết, medium cũng vậy. Đấy là mức độ hiển thị, chúng ta tùy theo ý đồ và chọn mức độ phù hợp. Thường thì sẽ chọn mức độ chi tiết. Tiếp theo là công cụ thứ ba. Đây là công cụ các chế độ hiển thị. Đầu tiên là wireframe, tức là hiển thị dạng lưới. Đấy. Công cụ này sẽ giúp cho ta chọn được những đồ vật nằm sâu ở bên trong. Đấy. Như bồn tắm bên trong này, đồ nội thất này. Hoặc là có thể giúp ta kiểm tra các mô hình. Ví dụ như cái cột ở đây. Ta nhìn như này thì ta không biết là nó có đâm xuống dưới hay không. Ta bật wireframe đi. Đó. Ta sẽ biết là nó đâm xuống dưới. Chế độ thứ hai là hidden line, đây là chế độ đen trắng. Chế độ này là chế độ dùng nhiều nhất, dùng để triển khai các bản vẽ, hồ sơ. Chế độ thứ ba là chế độ shade. Chế độ này là hiển thị màu sắc, có sắc độ. Chế độ thứ tư Washington Color. Đây là chế độ hiển thị màu sắc không có sắc độ. Ví dụ như đây, toàn bộ những bức tường này đều là màu nâu, khác với chế độ sết. Đấy, màu nâu nhưng mà có sắc độ ánh sáng. Tiếp theo chế độ Synthetic. Đây là chế độ hiển thị vật liệu thật. Đây, vật liệu thật này, người thật này. Nó sẽ hơi nặng. Ok. Tiếp theo là công cụ biểu đồ mặt trời. Công cụ này sẽ giúp cho ta tính toán được ánh sáng để đưa ra những thiết kế hợp lý. Zoom bar on để bật. Đó. Một biểu đồ mặt trời sẽ hiện ra. Tôi có thể cầm mặt trời này, tôi kéo các vị trí khác nhau. Ví dụ đây là vị trí 10 giờ này. Hay tôi kéo xuống vị trí 8 giờ này. Kết hợp với bật bóng đổ. Đó, tôi sẽ có ánh sáng chiếu vào công trình lúc 8 giờ. Tôi kéo 3 rưỡi chẳng hạn.
Đấy, thì đây chính là ánh sáng chiếu vào công trình lúc 3 rưỡi. Chúng ta có thể thiết lập mặt trời trong sun setting. Chúng ta có thể chọn địa điểm này. Chúng ta sẽ loát một vị trí cụ thể vào trong này. Đây. Chúng ta sẽ loát một vị trí cụ thể vào trong này và chọn ngày, thời gian để có thể hình dung được ánh sáng sẽ đi như thế nào. Tiếp theo là bật tắt giới hạn khung nhìn hoặc là ẩn hiện giới hạn khung nhìn. Thì đầu tiên ta sẽ để cho hiện cái giới hạn khung nhìn lên. Đây, đây chính là cái giới hạn khung nhìn ẩn hiện. Bật tắt giới hạn khung nhìn là bật giới hạn khung nhìn lên. Đấy, thì tất cả những thứ ở bên ngoài khung nhìn sẽ bị cắt đi. Và phần tiếp theo là khóa khung nhìn. Khi ta đã lựa chọn được một khung nhìn ưng ý, ví dụ như ta chọn một cái phối cảnh chim bay như này, đã ưng ý rồi, ta sẽ khóa nó lại để không bị chỉnh sửa. Save. Không thể chỉnh sửa gì ở trong khung nhìn này nữa. Để bỏ khóa, ấn nhớ unlock view. Đấy, giờ đây chúng ta có thể chỉnh sửa bình thường. Công cụ tiếp theo là công cụ ẩn hiện đối tượng. Ta sẽ chọn đối tượng, sau đó ấn vào hình kính này, sẽ đi từ trên xuống dưới. ISO category tức là sẽ chỉ hiện những đối tượng có cùng thuộc tính đã chọn. ISO đó, hai chiếc máy có cùng thuộc tính sẽ hiển thị, còn tất cả sẽ bị ẩn. Chúng ta sẽ reset để quay trở lại. Công cụ thứ hai là hide gallery, tức là sẽ ẩn tất cả những đối tượng có cùng thuộc tính. Hai chiếc máy đã bị ẩn. Reset. ISO element tức là chỉ hiển thị đối tượng đang chọn. Hide element tức là sẽ ẩn đối tượng đang chọn. Ẩn hiện đối tượng ở đây thì khi in ra nó vẫn xuất hiện. Để ẩn đối tượng mà khi in ra không không xuất hiện thì ta nhập lệnh EH sẽ ẩn đối tượng đang chọn, hoặc là ta sẽ VH để ẩn tất cả những đối tượng cùng thuộc tính với cả đối tượng đã chọn. Tiếp theo công cụ tìm đối tượng bị ẩn. Soi đèn để tìm đối tượng đang bị ẩn. Ví dụ như ta vừa ẩn hai cái máy, hai đối tượng này đã bị ẩn. Khi soi đèn ta sẽ nhìn thấy màu đỏ. Ta ấn vào ăn hai gallery hoặc là ăn hai là mình để hiển thị lại đối tượng. Khi ta ẩn đi bao nhiêu đối tượng thì khi hiện lên nó sẽ hiện lên từng đấy đối tượng. Ok. Còn một vài công cụ nâng cao, ví dụ như là render, app view template hiển thị sơ đồ tính toán. Ví dụ như tính khoảng cách phòng cháy chữa cháy ấy, thì nó sẽ hiển thị cái sơ đồ này làm nổi bật bộ chuẩn vị này, hiển thị hạn chế này. Khi chúng ta có đủ kiến thức thì chúng ta sẽ tìm hiểu những cái này sau. Chào các bạn.